Mình xin chào tất cả các bạn vào buổi sáng. Mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn trong suốt thời gian qua đã xem kênh và ủng hộ mình. Thì video ngày hôm nay mình cũng lên đường đi thăm bẫy gắn nha các bạn. Nói chung luồng bẫy này của mình được 30 cái các bạn ơi. Luồng bẫy này thì cử gọi mình thăm 22 cái, mình có chăm vô thêm 8 cái nữa nha các bạn. Cho nên luồng này bữa nay nó lên là 30 cái. Ra giờ này mà mũi gì vậy? Thì cái luồng bẫy này á, mình thăm nó cỡ nào cũng vậy bạn, nó dính cũng yếu các bạn, nó không dính mạnh, nhưng mà ngược lại con cá nó dính gắn lớn các bạn, nó không dính thôi là dính là gắn nhất nhì ra số. Thì cử gọi mình thăm cái luồng này nói chung nó dính cũng có 6 con gắn các bạn, nhưng mà 6 con thì xứng đáng lắm, 6 con mà 3 ký mấy đó. Cái vùng đất này thì mình đi đặt các bạn, mình lúc trước mình đi đặt mình thấy giống như nó có giống như là gắn độc các bạn, cho nên ít có loại gắn khác các bạn, còn nếu có là gắn bự bự không đó. Mà hổm dài thì mình cũng chưa chinh phục được con gắn độc nào khu vực này hết bạn ơi. Thì hôm nay cũng 4 đêm tới cử thăm, giờ mình chở máy lại, mình mời các bạn trải nghiệm cùng mình thăm luồng bẫy 30 cái ngày hôm nay, thử coi có dính con gắn nào lớn lớn hoặc là có con gắn độc nào không nghe các bạn. Trước đây là cái bẫy đầu tiên của chuyến thăm hôm nay, thì hôm nay mình cũng đi thăm mấy cái bẫy chạy nền trước nha các bạn. Mình có đặt thêm 8 cái đó. Mình thăm mấy cái bẫy trước đi hơi ngược hướng một chút, thì đây là cái bẫy xe cua của mình. Chuột, lúa, túi lứ. Dưới đây là cái bẫy đầu tiên. Khu vực này thì mình đi mình xài chuột lớn không à, tại do khu vực này mình đón có gắn lớn, ít chạy lắm, chạy còn bự bự không. Cử ngày hôm nay không biết sao chứ mấy cử trước nó chạy 4-5 con, 5-6 con mà gắn bự bự không. Rồi cái bẫy này hao chuột rồi bạn ơi. Cỡ này sao mình đi thăm mấy cử trước gì dễ hao chuột lắm. Để mình vô chuột đặt lại. Khu vực này mình quay máy hay cắm cắm bằng cảm ha. Đây mình cũng có cái bẫy. Tại khu vực này khu vực mới của mình. Hút rồi bạn. Mình sợ hao bẫy nha bạn. Ờ, dính bạn ơi. Không hành. Ừ, con này gắn ba hay gắn nhì vậy? Làm như gắn này mới vô nhìn thấy cái bụng còn chì phì. Để mình xích lại đây mình bắt ra luôn. Con đầu tiên lấy hên. Nãy giờ mình thăm cũng 3-4 cái bạn, nó mới chạy con. Thì những cái nào không dính đó, mình có quay về mình chỉnh sửa video mình cũng cắt bỏ bớt nữa bạn, để cái video nó dài quá. Mấy cái trước khu này á, mình thăm thì nó dính thưa lắm, nhưng mà có con cái ngược lại nó dính gắn bự. Ít cái dính gắn ba lắm, của bữa nay con này như gắn ba nữa bạn. Chứ mấy lần trước rằng là dính nhất với nhì đa số. Mà dính thưa bảy lắm. Rồi con này mới vô bạn ơi, ăn cái bụng còn chì phì. Con này tầm cỡ 2 lạng nữa bạn, gắn hữu hành 3. Cởi có đỡ hơn không, cái bụng còn chì phì nè. Rồi giờ để mình bỏ vô, đi tới cái tiếp theo nha bạn. Trước đây mình cũng có đặt cái bẫy. Mấy bẫy này mình mới chạy, mới đặt vô thêm. Rồi cái bẫy này hí ra thấy có phân lớn nhỏ ha. Nó cũng nhẹ. Mình gắn ba nữa chứ. Mình chịch ra một bên làm như chạy gắn ba nhiều mà. Còn kỳ hở mình đặt vô ngay trung tâm nữa. Càng là nó không dính hoặc là nó dính thì dính gắn bự luôn mà ít dính. Cứ rồi mình đi mình thấy vậy mình chịch cho ăn bên. Con này như cũng mới vô, cái bụng còn chì phì nữa. Trời có đỡ hơn không, nhiều khi gắn nhỏ chạy trước gắn lớn chạy sau. Nãy vô mấy cái đầu 3-4 cái nó không dính là mấy cái đó nó bị hao chuột mà. Cỡ này sao mình thấy ưa hao chuột quá.
con này tầm cỡ 2 lạng nữa nha bạn. Mới vô bụng cũng chị phì nữa nè. Rồi giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo, hy vọng đi về tới hút con nhất cái phẻ mình liền các bạn. Nãy giờ mới 2 ngắn 3. Hai cái bẫy kiện chạy 2 ngắn 3 luôn. Đây mình cũng phải đặt cái bẫy. Bẫy này không phải phăng. Hồi vậy mà dính nữa bạn. Còn 3 nữa. Mấy bẫy này mới chạy nền công nhận hiệu quả. Cũng mới vô bụng còn chì phì nữa đâu. Gắn làm như mình mới thấy mới hiện tượng nó mới đi lại nha bạn. Qua mình thăm cái ruộng bẫy bên kia thì nó cũng chạy được chị, nó chạy cũng gắn nhỏ nhỏ không, chưa thấy gắn lớn chạy bạn. Bụng chì phì. Hy vọng là gắn nhỏ chạy trước nha bạn. Nhiều khi gắn nhỏ nó vô trước nó ăn chuột rồi, gắn lớn không vô được. Để thử cử sao thử coi sao. Tại cái luồng này thì mình mới dặm thêm ta. Mấy cái này là mấy cái mới đặt không. Vì mình nó chạy cho vô lại. Đúng rồi, ra luôn đi em. Con này cũng tầm cỡ lạng gử luôn. Bụng còn chì phì tiếp tục. Mấy bẫy này mới chạy không. Rồi giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo. Ba cái kiện chạy ba con mà ba ngắn ba. Hy vọng đi tới là con nhất cái cây. Trong cái đống nhãn này, ủ này mình cũng có một cái bẫy. Bẫy này cũng ngon lắm mà. Chung cỡ này trở lên thì mấy gắn nó đi về hướng lá ủ nhiều. Đây lấy gan cái nhẹ kìa. Hồi gì dính nữa nè bạn ơi, lú ém bên phẳng thái đầu này. Hồi con này được như gắn nhì hay gì bạn ơi. Hồi con gắn nhì. Bốn cái kiện chạy bốn con mà. Mấy cái mới vô mấy cái nó không dính là chắc mình gì, mình đoán chắc do hao chuột nó không dính. Còn mấy cái còn chuột nó dính. Chưa thấy gắn lớn chứ cũng được bạn. Cởi có chạy là vui vậy nha bạn. Này ba con gì mà ba con gì cũng trọng trọng nè. Ủa ba gắn ba chứ mình nói lộn nha bạn. Ba con gắn ba, gắn ba cũng trọng trọng nè. Tới đây thì mình làm được con gắn nhì. Con nhì này thì không lớn hung. Chính tỏ mình đặt đây ngay nó luôn nha bạn. Bịch lúa mình mới đặt xuống còn nguyên luôn. Là nó đã dính nè. Cỡ này mình kiếm chuột hơi căng. Ba con chuột nhiều khi nó tệ quá bạn. Mình đưa vô bẫy cái nó dễ hao quá. Con này gắn nhì mà nhì này cũng không lớn hung nữa bạn. Nhì này chắc cỡ 3 lạng. 3 lạng cứng 3 lạng gì đây. Thôi. Con này nó nhì không được nhì bạn. Con này tầm cỡ 2 lạng rưỡi à. Nhìn trong bẫy thấy trọng trọng bắt ra thấy không lớn hung nữa bạn. Tiếp tục gắn 3 nữa bạn ơi. Nhìn tưởng nhì mừng hụt. Con này gắn 3 nha các bạn. Mấy đống này rất là ngon, mình đoán thế nào có gắn lớn nha bạn. Nếu mà đồng nghiệp đặt trước thì có khả năng bắt được con gắn lớn rồi ha. Còn nếu mà đồng nghiệp chưa đặt thì mình hứa chắc trong mấy cái đống này trong vòng mình thăm 2-3 cử là nhất định phải bắt gắn dính gắn lớn mà. Cỡ này là mấy vị trí này là gắn nó đang về mấy vị trí như vậy nha bạn. Đặt lại dính đó. Mà quan trọng cái coi còn gắn lớn không hay là đồng nghiệp mình bắt rồi. Rồi giờ để mình bỏ vô bạn ơi. Bỏ vô đi tới cái tiếp theo. Bốn cái kiền này nó chạy bốn con. Bốn con mà bốn gắn ba thôi. Để mình đặt lại cái bẫy này.
dưới đây mình cũng có cái bẫy. Chạy con rắn gì bự bự được coi, nãy giờ sao chạy rắn ba không. Hồ cục phân này lớn nha các bạn, vừa hí ra nè bạn, phân bự nè mà không biết rắn lớn nhỏ ha, bệt nè. Hồ còn hổ hành bạn ơi, cũng không lớn hung, thải cục phân hết biết rồi. Hồ gần thành ba nữa mà ị cục phân hết biết. Chứng tỏ khu này là mình chịch nền qua đây mình đặt thêm là hiệu quả rồi đó bạn. Thì mình đặt xuống thì khi nào khu nào nó dính thì mình nung bẫy thêm, còn khu nào nó không dính thì mình rút bẫy mình về qua điểm mới vậy, di chuyển bẫy hoài. Khu này có khả năng nữa mình sẽ nung bẫy thêm nữa bạn. Khu này nãy giờ mình thăm thấy dính im quá nè mà chưa thấy rắn lớn ha, không biết đồng nghiệp mình bắt hết rắn lớn hay là tại nó chưa chịu chạy, để mình thăm một hai cử rồi. Con này có khả năng được nhì nhưng mà chắc mình đoán không nổi nhì, tầm cỡ 2 lần rưỡi 2 lần 7 nữa bạn, cũng có khả năng được 3 lạng. Gắn này thấy nó cũng chì chì rồi, coi như gắn ba nó đi bạn ơi. 5 cái bẫy kiềng nó chạy cho 5 con gắn ba. Mà gắn ba cũng đẹp đẹp không nghe bạn, trọng trọng không à. Con này 2 lạng mấy gần 3 lạng rồi, giờ để mình bỏ vô đặt lại cái bẫy này bạn ơi. Có gắn nhỏ là có gắn lớn bạn, thế nào một hai cử nữa cũng có chinh phục được mấy con rắn lớn nha các bạn. Để mình đặt lại cái bẫy này, đi tới cái tiếp theo. Một chuối đèn cũng có đặt một cái. Hồ bẫy này dính mà dính gắn này chậm nữa bạn, phân nó thải bệt đây nè. Con này gắn nhì bạn, nãy giờ mới thấy mặt gắn nhì. Để mình xích xích lên đây mình bắt ra luôn. Hồ con gắn nhì này chậm nha bạn, cái gì bành kia nè, dính gắn cỡ này nè, mau vô tiền. Mà ông cậu bà cậu cho ăn gì ăn đó nha bạn. Luồng bẫy này mấy cứ trước thì mình thăm chạy thưa lắm, bữa nay nó chạy đỡ đỡ nè. Bữa nay tại do mình chịch nền qua số bạn với mình đặt thêm á, mình chịch nền điểm mới, còn cho mấy chỗ cũ của nó chạy yếu lắm, mà ngược lại có chạy gắn bự ha. Thì những cái điểm đơn hơi về mình thăm sau này, mình thăm mấy cái bẫy mới chạy nền với dặm vô thêm. Con này chậm mà, con này chắc nhì mà nhì đại. Con nhì này bự nha bạn. Hồ con nhì này cỡ 5 lạng hơn 5 lạng bạn ơi, quá đã. Cái bẫy nó chạy chạy gì bạn, nãy giờ cái nào cũng chạy chân. Còn khi có khi nó không chạy rồi, mình thăm 5-7 cái nó không chạy con. Còn khi nó chịu chạy rồi nó chạy kiền kiền kiền. Nãy giờ thì nó chạy kiền kiền quá. Cái bẫy mình mới chạy nà chạy nền với mình mới châm vô thêm chạy mạnh. Con này cỡ 5 lạng mấy bạn. Này gắn đực về sọc. Con này tầm cỡ 5 lạng 5 lạng rưỡi. Ngon lành nha bạn. Rồi giờ mình bỏ vô bạn ơi, đi tới cái tiếp theo. Hy vọng đi về tới kiếm con nhất nữa nha bạn. Con nhất nữa là khỏe mình liền. Hoặc 2 bà con nhì bằng bài lớn cũng sống khỏe nữa bạn. Giờ để mình vô chuột đặt lại cái bãi này, đi tới cái tiếp theo. Trong cái bụi trúc này cũng có đặt một cái. Thấy phần phiếu chật. Hồi nhiều dính gắn không thành ba nữa bạn ơi, nằm đó kìa.
Con này cũng cỡ một lạng ngoài, là gửi 2 lạng gì nữa. Nói chung thì có dính là vui rồi nha các bạn. Em xích vô đây. Khu này làm như gắn cũng còn nhiều nữa bạn. Đó. Nói chung nãy giờ cái nào cũng chạy nha bạn. Con cá chưa thấy gắn lớn thôi. Hy vọng cử sao thử coi. Nếu khu này mà cử sao có chạy gắn lớn chứng tỏ khu này là còn gắn nhiều luôn. Hay là tại đồng nghiệp mình bắt hết gắn lớn không? Đúng rồi, ra luôn, ra luôn. Con này tầm cỡ 1,5 lạng nữa. Bóng lộng. Ủa hình 3. Rồi giờ để mình bỏ vô, đặt lại cái bãi này, đi tới cái tiếp theo nha các bạn. Dưới đây mình cũng có cái bẫy. Bẫy nhẹ que. Rồi gì mà có phân nữa nữa bạn. Rồi phân mà sao không thấy gắn nha bạn. Phân thải bệt này ém luôn bên luôn. Rồi coi coi cái bẫy gì, bẫy gắn hay gì. Rồi bẫy sảy gắn bạn. Làm như cái bẫy mình nó hơi dẹo dẹo, nó đi mép đây nè bạn. Chắc đó con gắn này cũng không lớn đâu. Cục phân không thấy lớn không. Rồi cục phân cũng nhỏ. Rồi giờ để mình đặt lại cái bãi này các bạn ơi. Vô chuột sửa cái bãi này lại đặt lại. Mình về cái điểm này là cái điểm cũ của mình các bạn. Điểm mấy cái bẫy khu vực chuồng heo. Khu này thì nó ít dính lắm. Hồi nãy giờ mình thăm là thăm mấy cái điểm đó là mình mới chạy nạm, mới chạy nạm với mình chăm bẫy thêm. Khu vực này khu vực cũ. Bẫy này thì mình neo cũng khá lâu. Bẫy này như mình thấy có phân nha các bạn. Cái khu này nó ít dính lắm, mà dính là dính còn cành cành không à, ít dính gắn nhỏ lắm. Hồi vô mánh này bạn ơi, một bệt này bạn, quá khứ rồi. Hồi ôi, nó đã bạn ơi, con gắn nhất nha bạn, quá sướng sướng. Lỡ là mình xích xuống đây mình bắt luôn bạn, tại trên đây có người ta. Này hay kẹt để mình dọn dọn cho anh bắt đây luôn mà. Bạn thấy ở đây mí tường không à? Toàn là mí tường chuồng heo của cũ của ngày xưa người ta nuôi bạn. Giờ người ta nghỉ rồi đó. Mà đặt ở đây thì nó nạo ngay. Mình thăm mấy cử trước nó dính yếu lắm bạn. Nó dính một cử vài con nha. Mình thăm một luồng lúc trước mình đặt tới 30, hơn 30 gì đó mà mình cuốn giết rồi còn có 22 cái. Cử gọi 22 cái mà mình thăm nó dính cũng được 6 con nha bạn. 6 con mình cử gọi 3 ký mấy. Mình thấy vậy mình mấy chăm bẫy vô thêm. Nên là cử này mình thăm lên là 30. Nãy thì mình có tẹt qua bên kia mình đặt một số thì nó mấy cái bẫy bên kia thì mình thấy nó dính gắn nhỏ nghe bạn. Còn trở về khu này có gắn lớn nè, mà khu này nó nào nghe nó chạy thưa lắm. Khu này thì gắn bự bự không à, mà nó cử thăm về con gì à. Con này con nhất rồi bạn ơi, quá đã. Để anh tháo bạn xem cái ha. Cỡ này mới giúp mau vô tiền nữa bạn. Quá phê bạn ơi. Con này 6-7 lạng, 7-8 lạng gì nữa bạn. Con này chắc mình đón tầm cỡ 7 lạng, 8 lạng đổ lại, 7 lạng đổ lên. Ngon lành. Nãy giờ mới con bờ này là bự nhất nha bạn. Mới con được con nhất, phân thải ăn bệt nè. Đây trong cái bóng cây. Cây mình chui vô đây bắt ra luôn. Nhạo chạy liền nha bạn. Chỗ này hơi chẹt nên mình khó bắt con gắn. Để mình xây máy cái mình bắt bạn xem ha.
Đây bạn ơi, quá phơi bạn ơi. Con này tầm cỡ 7 lạng, 7 lạng rưỡi nha bạn. Mới con nhất đầu tiên. Mình neo cái khu này cũng không sai lầm nha các bạn. Nói chung là khu vực chuồng heo, chinh phục những con rắn lớn. Chỗ khu vực chuồng heo nha bạn, chuồng heo cũ. Những con rắn lớn ẩn mình trong chuồng heo cũ đã được thu phục. Quá đã bạn ơi. Con này tầm cỡ 8 lạng đổ lại, 7 lạng đổ lên. Rồi giờ để mình bỏ vô, đi tới những cái bẫy tiếp theo nha các bạn. Dưới đây mình cũng có cái bẫy. Để anh lấy lên các bạn, để anh đặt thuốc dưới đây. Rồi, cái bẫy này còn chuột mà. Rồi, giờ để mình vô lúa đặt lại nha các bạn. Để nó nằm thuốc dưới tầm thấp đây. Để mình chỉnh lại. Khu vực đây là ngày xưa người ta nuôi heo, các bạn thấy nền xi măng không? Mình đặt cặp mé. Khu này thì mình thăm nó cũng lai gai, nó chậm dính lắm. Nhờ cái được rắn lớn. Hình như đây mình có một cái nữa nè. Hồi cái bẫy này như mình thấy có phân nha các bạn. Phân nó dăng lên tới đồng hôm. Con gì đây? Nặng không? Ồ cái bẫy khá là nặng bạn ơi. Hy vọng là con hổ hành, đừng có hổ hựa nghe hổ hành nữa bạn ơi. Lú đầu ra kìa. Em lấy lên cái. Hết biết cái bẫy nó nặng rồi bạn ơi. Hồi rồi nó nằm phanh trong một cục chằng dằn kìa bạn. Bẫy phân thật trên. Quá khứ rồi. Có phanh nữa kìa. Đủ lắm hổ hành nè. Con này cả ký gì nha bạn. Thấy cái đầu nó không lớn hơn mình đâu, nó nặng chừng cả ký. Để mình kiếm cái chỗ nào mát mát bắt cái bạn. Quá khứ cái bẫy nó nặng này. Hồi ơi cái bẫy này nó chạy hai con bạn ơi. Hình như một con nhất, một con nhì hay là hai con nhất gì nha bạn. Quá khứ rồi, hàng chi mình cầm cái bẫy dữ lắm, nó nặng cái đầu bạn thấy à. Hết biết cái đầu bự không? Phải một bệt phân. Vô mặt bạn ơi. Chinh phục những con rắn khủng ẩn mình khu vực chuồng heo nha bạn. Hai con bạn ơi, con nhịn con nhất. Hàng chi nãy nó lúa cái đầu thấy nhẹ mà mình cầm cái bẫy nó nặng 1 ký trên 1 ký. Quá đã. Neo cái khu vực này không sai lầm nha các bạn. Kỳ hởm là mình cũng cuốn rồi đó bạn. Mà mình tiếc mình neo lại. Tại vì khi mỗi lần mình đi thăm nó dính có 3-4 con, 4-5 con. Có khi mình lấy được video mà có khi mình lấy không được video luôn bạn. Tại do nó dính ít đó. Rồi cái mình quay cái lượng phút nó thấp quá. Về cái mình không có xuất bản được video. Có cử gầu thì nó dính được 6 con mà 6 con bự nha các bạn. Còn cử này á, thì mình có 170 vô thêm. Cho nên mình tách ra bên kia thêm điểm nữa. Bên kia thì nãy mình thăm nó dính gắn ba mà. Tại cử đầu tiên á, mình cũng không biết làm sao. Còn mấy cử sau á, mấy chắc ăn nha các bạn. Còn cử đầu nhiều khi gắn ba nó chạy trước rồi gắn lớn nó vô không kịp. Còn cái luồng này thì mình thăm mấy cử rồi nè. Quá đã bạn ơi, con gắn nó bự lắm nha các bạn. Con gắn này từ 8-9 lạng bạn. Còn con gắn nhì thì đâu cỡ 3 lạng, 4 lạng nha các bạn. Con gắn bự nằm trong này, cái gắn nhỏ nằm kế bên nhìn thấy nó nhỏ gì chứ. Gắn này gắn nhì nha các bạn. Con nhì nó tầm cỡ 3 lạng rưỡi, 4 lạng. Chắc cỡ 3 lạng rưỡi. Còn con này 8-9 lạng vậy bạn. Bản lưng chằng dằn. Quá phơi nha các bạn. Còn gì bằng bạn. Đặt cái điểm đây 3 cái bẫy. 3 cái bẫy chạy cho 3 con nha các bạn. Một cái bẫy chạy 1 con, với bẫy này chạy 1 cặp. Bẫy nãy cũng chạy con nhất nữa. Đây, nãy giờ mình được nhiều nha bạn, sống khỏe rồi đó. Trong đây thì mình được con nhất, con nhì với mới gắn ba. Mới vô thì chạy tăng một gắn ba mà. Mà luồng đó mình mới dặm xuống nó chạy cũng gần đủ bẫy. Cái nào không hao chuột nữa nó chạy đó, mấy gắn ba đó. Luồng mình thăm hồi nãy bắt đầu á. Còn về đây là mấy khu này là điểm cũ nè. Điểm cũ giờ nó không chạy thôi, chạy cỡ này không. Chạy con nào mấy hết biết. Quá khứ hổ hành nè bạn ơi. Sướng tơi ngừ. Rồi, để mình bắt ra. Chỗ này mình quay có chó chó các bạn thông cảm nha. Tại chỗ này không có bóng râm á bạn. Hay chăng đây thì mình núp vô được cái cây nổ đây. Có hơi có bóng râm chút à. Còn nhiêu là nắng. Dịch này giờ người ta nghỉ nuôi heo rồi. Cái người ta bỏ chấm.
Bạn thấy là mình neo viết mà cái bẫy nó lên lúa cỡ này nè, nó mới chịu dính nè. Tại cái khu này mình thấy ngon lắm mà sao mình đặt nó dính lưa thưa, nó dính chậm gì à. Neo. Rút cuộc neo không sai lầm nha bạn. Gắn bự nè bạn. Quá phê bạn ơi. Ôi ôi. Gắn này 8 9 lạng bạn ơi. Cỡ này gì nữa bạn. Con này chắc mình đón 8 lạng rưỡi 9 lạng các bạn. Hột rồi ra cái ốc đáy. Sướng tê cho mọi người cầm cái phê tay ha. Con này chắc đón cỡ 8 lạng rưỡi 9 lạng. Quá đã. Con này nữa hai con nhất bự nha các bạn, cặp nhất bành Luki. Hai con nhất ký mấy là mình thấy mình sống khỏe rồi đó. Rồi, chung quá đã. Còn đây con gắn nhì. Gắn nhì này tầm 3 lạng rưỡi. Dạ đi em, đầu đây nè em. Đầu đây em. Nó nạp cái hôm mình lên cỡ này nữa bạn. Gài cái hôm cứ ngắt luôn. Gắn bự nó mạnh lắm. Ôi, đừng đi dưới, đừng đi dưới. Rồi, đi dưới rồi bạn ơi. Rồi, giờ để mình ngưng máy, mình bắt ra luôn nha bạn. Giờ mình đi tới những cái bẫy tiếp theo. Tại con đó mình gãi hôm chưa xác, nó tụt xuống mé dưới rồi. Con này phơi nha bạn. Con này tầm cỡ khoảng 8 lần rưỡi, 9 lạng. Quá đã, gắn cái, nó nóc. Rồi, giờ để mình bỏ vô đặt lại cái bẫy này đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Trước đây mình cũng có cái bẫy. Cái bẫy này còn chuột bạn. Mình còn cho em nó nghịch lúa. Đặt lại kỳ vọng cử sao. Rồi, để mình đi tới cái tiếp theo. Ở trước chủ vườn người ta đang bơm nước vườn các bạn, nên có ồn các bạn thông cảm ha. Thì trước đây mình cũng có cái bẫy nè. Bẫy này mình đặt mình lấy đồ mình đậy lên đây. Thôi hí ra. Thấy lúa ém nha các bạn. Lúa ém này có dính đó, nặng nhẹ đây. Hồ nhẹ bạn. Hồ con này hành ba hay là hành gì vậy nha các bạn. Mình thấy giống như nó mới vô vậy, cái bụng còn chi phì nè. Này chắc khẩu hành ba quá. Rồi, bây giờ để mình đi tới mấy cái tiếp theo rồi mình đổi bẫy xe cua hơn bắt ca sao nha các bạn. Tại gần đây tiếng máy nổ cũng hơi ồn á. Chỗ này trống quá. Nhiều khi người ta nhìn thấy mắt cong mắt cái bẫy. Để đi tới cái tiếp theo. Như đây mình cũng có cái bẫy luôn. Bẫy này như hao chuột bạn. Bẫy hao chuột rồi. Để mình vô chuột đặt lại. Trước đây mình cũng có cái bẫy. Bẫy lật này góc này. Ôi ôi con hữu hạnh bệnh kỳ nữa bạn ơi. Quá đã. Con này có khả năng được nhất các bạn, không nhất cũng nhị đại á. Con này chắc gắn nhì quá. Để mình xích vô đây bắt ra bạn. Phải cặp ở đây có người ta. Xích vô đây. Quá đã. Con này chắc gắn nhì chứ nhất không nổi nha bạn. Nhì mà nhì bự. Thôi, có người ta mình tranh thủ bắt ra luôn bạn. Con nhì này nữa mình cũng được ba con gắn nhì nữa bạn. Ba con nhì hai nhất rồi đó. Mà hai con nhất là hai con hàng khủng nữa bạn. Hai con hàng quýt. Dạ bạn. Ồ, con nhì này bự nữa bạn. Con này cả 4 lạng, 4 lạng rưỡi nửa ký bạn ơi.
4 lạng đổ lên nửa ký đổ lại. Chắc được cả 4 lạng rưỡi. Ngon lành nha bạn. Làm như nó mới vô nó ăn chuột mình vậy, có bụng còn phì phì nữa nè. Mình thấy hiện tượng giống như là hồi đêm hôm với đêm trước là gắn nó đang đi ăn mạnh nha bạn. Bởi vì cái bụng phì phì nè. Bụng phì phì đó là nó chưa tiêu hóa được con chuột bạn. Chứng tỏ là gắn nó mới đi. Ngon lành bạn ơi. Con này nữa được 3 con nhì, 2 con nhất thấy sống dậy nha bạn. Cũng ỉa. Ra ngoài cái gắn trong lòng mới ra là gì bạn hay ịt ịt. Rồi, giờ để mình bỏ vô đi tới cá tiếp theo nha bạn. Quá phê. Mình về tới điểm này còn một hai cái bẫy nữa, hết bẫy bạn. Trong đây mình cũng có một cái. Cái này cứ gọi như dính hổ ngựa hay gì. Rồi, cứ này nhẹ que. Cái này còn chuột bạn ơi. Cũng vô lúa đặt lại. Hy vọng cứ sao. Rồi, để mình đi tới cái mấy những cái bẫy còn lại nha bạn. Mình cũng vừa thăm xong luồng bẫy nha các bạn. Hồi nãy nói chung còn hai cái cuối, nó cũng dính được một con bạn. Này gắn ba nha các bạn, thả bạch phân này. Mà do chỗ đó người ta ca hát quá nên mình quay không được, mong các bạn thông cảm. Thì tới đây mình bắt gắn này ra xong mình thả về bạn ơi. Gắn ba này cũng chậm nè. Bắt xong mình thả về tổng kết thành quả. Nói chung bữa nay gắn chạy cũng ngon nha các bạn. Bữa nay nhờ được cặp thằng khủng. Hai con cỡ 8 lạng, 9 lạng với con đâu cỡ 7 lạng mấy, 8 lạng. Nói chung hậu hành mà 7 8 lạng là cũng như khủng rồi các bạn. Là hàng vip rồi đó. Ra ngoài được cái chạy cái ruột mà. Đến bắt mình quay bạn xem cái ha. Đây, con này cũng tầm 2 lạng mấy nha bạn. Tầm cỡ 2 lạng rưỡi, cứng 2 lạng rưỡi đó. Gắn ba mà gắn ba bự, gắn ba đẹp. Ngon lạnh bạn ơi. Nói chung bữa nay cũng ngon lạnh. Bữa nay thì mình cũng được chắc cũng cỡ 3 kg hơn 3 kg gì đó. Thì khi nào mình về tới nhà bạn, mình sẽ căn tổng kết thành quả chiến phẩm hôm nay ha. Con này nó muốn nhì luôn bạn, gần gắn nhì luôn. Con này chắc cỡ 2 lạng 7, 2 lạng 8. Gắn ba mà ba đẹp. Rồi giờ để mình bỏ vô, mình thả về nhà nha bạn. Khi nào về tới nhà mình sẽ căn tổng kết thành quả chiến lợi phẩm mình thăm 30 cái bẫy gắn ngày hôm nay nha bạn. Mình cũng vừa về tới trại mình nha bạn. Mình săn bắt ở đây thì có ít có nhiều mình cũng về mình con tổng kết quả bằng xem cái. Mình đây săn bắt thực tế lắm bạn. Có ít thì mình quay ít, có nhiều mình quay nhiều, có bự quay bự, có nhỏ mình quay bự, nhỏ nha bạn. Thì ngày hôm qua mình thăm luồng 7 bên kia, nói chung là chạy gắn tạp không nha bạn, chạy con nhì một. Còn luồng 7 này bữa nay im. Luồng 7 này thì cứ gọi mình thăm nó dính cũng 6 con bằng, mà 6 con cứ gọi nó 3 kg mấy á. 6 con gọi bự bự không mà. Cử này thì nó nào ngay mình có chịch nền số với mình chăm bẫy vô thêm á. Chịch cái khu đó ra nên là nó chạy con số hình 3, mới vô thì chạy mới hình 3. Còn trở về khu cũ đó thì nó chạy cũng có mấy con mà gắn bự bự không các bạn, nhất với nhì không à. Khu đó ngộ đó. Khu đó là cái khu người ta chăn nuôi heo, chạy heo cũ ngày xưa á bạn. Rồi người ta nghỉ nuôi rồi, người ta bỏ lại rồi mấy cái nền xi măng nó còn á, nó gắn nói chung mấy gắn bự á, mấy gắn già này nè, nó trốn ở trong đó đó. Nó cũng đi chậm lắm, nhưng mà ngược lại lâu lâu nó dính lần mà dính con bự bự không à. Ngon lành nha các bạn. Nói chung bữa nay cũng như chúng nữa đó bạn ơi. Bữa nay mình được đâu 3 con gắn nhì, 2 con gắn hổ hành nhất nha bạn, 2 con nhất đó coi như là hàng khủng đó bạn. Tại vì hai con đó một con cỡ 7 lạng mấy 8 lạng, một con cỡ 8 lạng mấy 9 lạng nha bạn. Con này cỡ 9 lạng, 8 mấy 9 lạng này, con này cỡ 7 lạng mấy nè. Nói chung là được đâu con này gắn nhì hay gì chứ. Tại vì có hai con nhì cũng bự lắm. Ba con nhì mà hai con nhì bự. Với hai con nhất bự khủng. Nói chung quê mình thì 7 lạng mấy 8 lạng 9 lạng đâu là cho là gắn khủng được rồi nha bạn. Hổ hành nó cỡ đó là dòng nó cũng lớn rồi đó. Nó là gắn nhì là quê mình là 3 lạng người ta bắt gắn nhì rồi. Cho nên nó tầm cỡ 6 lạng là lấy gắn nhất, còn 7 8 lạng 8 9 lạng đâu là như hàng khủng rồi đó. Hàng quýt rồi đó. Thì để mình căng ra được nhiêu nha bạn. Mình ở đây săn bắt kiếm sống cho nên quay video thực tế lắm. Có nhiều quay nhiều có ít quay ít à. 4 kg 8 mấy bạn ơi, còn sệ sệ nữa kìa. Đang căng kỹ lại kìa. Bốn kg tám mấy bằng là nhiều 4 kg 8.
Rồi thành quả bữa nay được 4,8 kg nha bạn. Nói chung là quá ngon. Nói mà cặp hành khủng nữa không là mình sống khỏe nha bạn. Quê mình thì gắn hổ hành lớn đó, đó có giá trị lắm, chứ gắn nhị gắn nhất mà được tầm cả khoảng 7 lạng lên, quê mình thì có giá lắm. Để anh quay bạn xem cái. Tại mình có bàn tay. Nói chung bữa nay hoàn toàn là hổ hành không nha bạn. Chạy tàu hoàn toàn là gắn hổ hành không. Mấy cử trước còn có hổ ngựa rồi chim chim vô, còn mấy cử này là hổ hành không à. Còn quýt nữa. Ừ. Còn đó khủng nha bạn. Còn đó như hàng khủng rồi đó. Một túi. Bữa nay thì nó nào ngay mình có chịch nền, cái số 7 chịch nền mình thăm mới vô bạn, thì nó dính đa số gắn 3. Tại khu đó làm như mình cũng không biết là đồng nghiệp đánh gầu hay là do nó chưa chịu chạy gắn lớn ha. Còn trở về cái khu chỗ khu chạy heo á, khu chạy heo là khu đó thì mình cũng đánh thăm mấy cử rồi. Nhưng mà nó chạy cũng lưa thưa mà ngược lại nó chạy gắn lớn nha các bạn. Nói chung là bữa nay chinh phục được cặp hành khủng khu chạy heo. Khu chạy heo cũ. Rồi bây giờ mình cũng xin kết thúc video đây. Nếu các bạn có xem kênh mình thì cũng nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký hoặc cho mình xin một like, một chia sẻ gì nghe các bạn, để mình có động lực đó. Mình làm nhiều video về đề tài săn bắt hơn. Thì mình cũng bye bye các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video sau.